Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Lạc. Sau đây sẽ là những nội dung chính có trong chương trình. Lễ công bố xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đạt chuẩn nông thôn mới. Kiểm tra thẩm định trường mầm non xã Địch Giáo đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm học 2015-2016. Hội nghị tổng kết công tác hội cựu chiến binh huyện Tân Lạc năm 2015. Hội đồng nhân dân xã Phú Cường tổ chức kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân xã khóa 18, nhiệm kỳ 2011-2016. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Ngành thuế Tân Lạc tập trung thực hiện thu nợ đọng thuế. Sáng ngày 27 tháng 12 tại xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đã tổ chức lễ công bố xã Tử Nê đạt chuẩn nông thôn mới. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Bùi Văn Tinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đông đảo nhân dân đã đến dự. Được chọn là xã điểm của huyện thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong những năm qua, xã Tử Nê đã tập trung mọi nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn mới, huy động tổng kinh phí thực hiện 60 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương tỉnh 15 tỷ đồng, vốn lồng ghép các dự án trên 30 tỷ đồng, vốn của nhân dân đóng góp, tiền mặt ngày công lao động, hiến đất, tài sản hơn 15 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, địa phương đã tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch thực hiện công khai với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng lợi, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đã thực hiện 3 mô hình chăn nuôi và trồng trọt gồm trồng lúa, nuôi bò sinh sản, trồng bưởi với tổng kinh phí thực hiện gần 600 triệu đồng. Chuyển đất ruộng kém năng suất sang trồng các loại cây màu cho giá trị cao. Từ đó tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng từ 10 đến 15% trên năm, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên hơn 21 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 7,7%. Song song với đó, xã chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, đã cứng hóa được 12,4 km đường giao thông liên xã, 7,5 km đường liên xóm, 12 km đường ngõ xóm, 9,5 km đường nội đồng, sửa chữa nâng cấp 2 trạm bơm, 1 hồ chứa, 13 bãi dâng. 5 trên 7 xóm có nhà văn hóa và sân chơi, sân vận động, đảm bảo theo yêu cầu, 3 trường học đạt chuẩn quốc gia. Về hình thức tổ chức sản xuất, xã có 2 hợp tác xã, lĩnh vực y tế môi trường được đảm bảo. Nhờ sự chung sức của cả cộng đồng, năm 2015, xã Tử Nê đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, về đích theo đúng lộ trình. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, biểu dương những kết quả mà xã Tử Nê đã đạt được. Bên cạnh đó, cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo, duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp chất lượng cao. Mục tiêu cuối cùng của xây dựng nông thôn mới là gì? Đó là kinh tế xã hội phải phát triển mạnh hơn nữa. Đời sống nhân dân phải được cải thiện, được nâng cao hơn nữa. An sinh xã hội phải đảm bảo hơn nữa. Giảm nghèo phải giảm được nhiều hơn nữa. Trật tự an toàn xã hội và môi trường sống phải được nâng cao hơn nữa. Chính vì vậy là cái mốc ngày hôm nay nó là chỉ một cái mốc đánh dấu rằng chúng ta đã đạt được 19 tiêu chí trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới cho đến thời điểm hiện nay. Còn để nâng cao cái chất lượng thì là cả một vấn đề. Mà trước hết là chúng ta phải tập trung cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết đại hội của tỉnh, của huyện và của xã, của đảng bộ xã vào trong nhiệm vụ cụ thể của 5 năm tới từ nay đến năm 2020. Để nâng cao chất lượng những cái tiêu chí. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng khen và thưởng 200 triệu đồng cho xã Tử Nê về thành tích xếp thứ 3 trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã khen thưởng cho 3 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.
Vừa qua, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình do đồng chí Đinh Thị Hường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thẩm định trường mầm non Giác Định Giáo đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm học 2015-2016. Làm việc với đoàn, về phía huyện Tân Lạc có đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra các tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Trường mầm non Giác Định Giáo năm học 2015-2016 có 285 cháu với 11 nhóm lớp và 34 cán bộ giáo viên nhân viên. Trong những năm qua, nhà trường luôn đoàn kết đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học. Đặc biệt được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, cơ sở vật chất phục vụ cho việc nuôi dạy và vui chơi của cô trò nhà trường không ngừng được hoàn thiện. Nhà trường hiện có một trường chính đặt tại trung tâm xã và một chi lẻ đặt tại xóm 10. Cùng với cơ sở vật chất, nhà trường đặc biệt chú trọng đổi mới tổ chức và quản lý, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và thực hiện xã hội hóa giáo dục. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Hường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, ghi nhận những kết quả mà trường mầm non Giác Định Giáo đã đạt được trong năm qua. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên và nhân viên, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe giáo dục trẻ, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ, bổ sung cơ sở vật chất cho phòng y tế. Qua kiểm tra thực tế đối chiếu với các tiêu chí, đoàn đánh giá trường mầm non Giác Định Giáo đủ điều kiện đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Nhằm đánh giá các hoạt động công tác hội năm 2015, vừa qua Hội Cựu chiến binh huyện Tân Lạc tổ chức tổng kết công tác hội năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Năm 2015, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần đoàn kết vượt khó, hoạt động công tác từ huyện đến cơ sở đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra giám sát không ngừng được nâng cao. Trong năm đã kết nạp được 218 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên hơn 5.200 đồng chí. Tổ chức nói chuyện tuyên truyền tại 4 cụm xã về kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thu hút gần 380 lượt hội viên tham gia. Đặc biệt, Hội Cựu chiến binh các cấp còn tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Với tinh thần không cam chịu đói nghèo, hội viên cựu chiến binh đã hăng hái thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay, đã có 48 mô hình kinh tế tiêu biểu cho thu nhập từ vài trăm đến hơn 1 tỷ đồng như mô hình trồng bưởi đỏ, bưởi da xanh của cựu chiến binh Trần Hùng, Dương Tất Tính ở xã Thanh Hối, mô hình chăn nuôi trồng trọt thu nhập 350 triệu đồng trên năm của cựu chiến binh Tô Văn Đận ở xã Quy Hậu, hay nuôi cá lồng của cựu chiến binh xã Ngói Hoa, mô hình trồng quýt bản địa của cựu chiến binh xã Nam Sơn. Bên cạnh đó, công tác chính sách xã hội luôn được triển khai kịp thời, công tác gây quỹ hội luôn được quan tâm. Đến nay, tổng số quỹ hội trong toàn huyện đạt trên 2 tỷ 710 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 8%. Phát biểu tại hội nghị, đại biểu đánh giá cao những thành tích mà Hội Cựu chiến binh đạt được trong năm qua, đồng thời cũng đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội Cựu chiến binh huyện nhà phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương, phát triển kinh tế, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, chăm lo tốt đời sống hội viên, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch vững mạnh. Ngày 28 tháng 12, Hội đồng Nhân dân xã Phú Cường tổ chức kỳ họp thứ 11 khóa 18, nhiệm kỳ 2011-2016. Tham dự kỳ họp có các đồng chí thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các ông bà là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, các tổ chức chính trị của xã, bí thư chi bộ các xóm trong xã. Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Năm 2015 là năm gặp không ít những khó khăn do diễn biến phức tạp của thời tiết, sự biến động của thị trường. Nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và nhân dân, Phú Cường đã từng bước khắc phục, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của xã có nhiều chuyển biến tích cực. Về sản xuất nông lâm nghiệp, toàn xã đã gieo trồng được trên 1.450 ha, đạt 100% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt trên 4.580 tấn, đạt trên 100% kế hoạch, tăng 1,6% so với cùng kỳ. Công tác chăn nuôi luôn được xã chú trọng, chỉ đạo làm tốt, thực hiện tốt. Đến nay, toàn xã có 2.199 con trâu bò, tăng 106 con so với cùng kỳ.
lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trên địa bàn xã ngày càng được phát triển, tập trung vào các mặt hàng như đồ mộc, đan lát, gạch bê tông. Năm 2015 ước đạt 5 tỷ 350 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch năm. Về lĩnh vực văn hóa xã hội, chất lượng y tế giáo dục ngày được quan tâm đầu tư. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đảm bảo đúng chế độ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được giải quyết kịp thời. Kết quả trên là điều kiện thuận lợi để Phú Cường thực hiện tốt các giải pháp mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vào những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, 2-3 năm trở lại đây, tình trạng nợ đọng tiền thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tân Lạc có chiều hướng gia tăng, gây nhiều khó khăn cho các đơn vị quản lý và thu ngân sách nhà nước. Năm 2015, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự linh hoạt, công tác quản lý và thu phí nợ đọng trên địa bàn huyện đã có những tín hiệu khả quan, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch thu do tỉnh và Hội đồng Nhân dân huyện giao. Theo số liệu quản lý của Chi cục Thuế, tính đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2015, huyện Tân Lạc có 92 trên 117 doanh nghiệp đang nợ tiền thuế, chiếm 79%. Riêng nợ đọng từ năm 2014 chuyển sang là trên 9 tỷ đồng. Nợ thuế 2015 là trên 7,5 tỷ đồng. Trong số những doanh nghiệp nợ thuế, có một doanh nghiệp nợ trên 5 tỷ đồng, một doanh nghiệp nợ trên 1 tỷ đồng, hai doanh nghiệp nợ trên 500 triệu đồng, 5 doanh nghiệp nợ trên 200 triệu đồng, còn lại là nợ từ dưới 100 triệu đồng. Trong cái công tác thu nợ thì cũng rất là khó khăn, và nó có nổi cộm lên là có hai đơn vị, nhất là đơn vị cổ phần cồn và tinh bột Phú Mỹ, chuyên sản xuất tinh bột sắn đấy, và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quốc Đạt về vấn đề xây dựng. Thì có nổi cộm lên đây là bắt đầu từ cuối năm 2012 sang đầu năm 2013 thì đơn vị có kê khai và có nợ một cái số thuế nợ là trên 9 tỷ đồng. Và cái công ty này thì hàng năm cũng có làm cái cam kết nhưng mà thực hiện cái cam kết thì không đảm bảo. Và chi cục cũng đã có làm những cái biện pháp cưỡng chế, rất nhiều cái biện pháp cưỡng chế. Thứ nhất là cái biện pháp mà trích tiền từ tài khoản thì cũng không đạt hiệu quả. Cái biện pháp thứ hai nữa là chi cục cũng đã làm là cái thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng, nhưng mà cũng như năm 2014 thì chi cục đã làm cái biện pháp đấy, và sang đến tận tháng 5 2015 thì mới hết hạn cái biện pháp đấy, nhưng cũng không đạt được hiệu quả. Đặc biệt trong số các doanh nghiệp nợ đọng, có doanh nghiệp nợ kéo dài từ năm này sang năm khác. Điển hình là công ty cổ phần cồn và tinh bột Phú Mỹ nợ thuế trên 9 tỷ đồng, và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quốc Đạt nợ trên 1 tỷ đồng. Theo lý giải của lãnh đạo công ty cổ phần cồn và tinh bột Phú Mỹ, việc nợ đọng thuế kéo dài là do công ty đang gặp khó khăn trong sản xuất. Hiện nay ngành nghề sản xuất tinh bột sắn, công ty mới chỉ dám hoạt động cầm chừng do khan hiếm đầu vào và khó khăn trong giải quyết đầu ra. Còn hoạt động sản xuất cồn chỉ mới trong giai đoạn khởi động, bởi công ty mới đầu tư mua sắm được khoảng 70% máy móc thiết bị sản xuất. Nếu như công ty làm xuất khẩu thì thuế bằng không. Như vậy thì công ty không có cái nguồn đóng góp với ngân sách địa phương. Từ cái suy nghĩ đơn giản như thế thì chúng tôi đã ký kết với công ty xuất nhập khẩu Trấn Hưng có địa chỉ tại Thái Hà, Hà Nội để xuất qua đơn vị Trấn Hưng lấy tiền thuế giá trị gia tăng để nộp vào ngân sách huyện nhà. Nhưng sau đó thì Trấn Hưng xuất sang Trung Quốc, và trong thời điểm lại đang nhà nước không khuyến khích việc xuất khẩu hàng hóa nông sản qua đường mòn lối mở. Vì vậy, Trấn Hưng rất khó khăn trong việc mà thoái thu hoàn thuế. Từ cái nợ mà xuất phát từ cái Trấn Hưng không thu được hoàn thuế thì cũng không có tiền để giả tiếp cái phần nợ cho Phú Mỹ về thuế giá trị gia tăng. Từ đó là Phú Mỹ còn nợ nhà nước một cái số tiền tương đối là hơn 6 tỷ tiền thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn xác định đấy là nguồn nợ mà chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu làm sao trong một vài năm tới là sẽ hoàn thiện cái khoản nợ với nhà nước.
Với cam kết thực hiện trả dần tiền nợ đọng thuế, năm 2015, công ty đã trả được 1 tỷ và công ty phấn đấu đến hết năm 2018 trả đủ nợ gốc. Còn phần nợ lãi do phát sinh chậm nộp, công ty đề nghị được xem xét áp dụng chính sách gia hạn nộp thuế hoặc miễn giảm do sản xuất kinh doanh quá khó khăn. Trước khó khăn trên, ngành chi cục thuế huyện Tân Lạc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp thực hiện các biện pháp mạnh, xử lý nghiêm đối với những tổ chức cá nhân không tự nguyện làm nghĩa vụ với nhà nước, bằng việc tiến hành đối chiếu xác minh chính xác số tiền nợ thuế của từng người nộp thuế, phân loại các khoản nợ thuế, xây dựng kế hoạch biện pháp thu nợ chi tiết đến từng đối tượng nợ thuế, công bố công khai những doanh nghiệp cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng. Trong năm, chi cục đã thực hiện đôn đốc bằng điện thoại gần 400 lượt, ban hành 136 lượt thông báo nợ thuế, làm việc trực tiếp với 9 doanh nghiệp và ban hành 22 lượt quyết định cưỡng chế nợ thuế. Với những nỗ lực trong công tác quản lý và cưỡng chế nợ đó, tính đến hết tháng 11 năm 2015, số nợ thu được đạt trên 8 tỷ, trong đó thu nợ năm 2014 chuyển sang là 3,5 tỷ đồng, nợ năm 2015 là trên 4,4 tỷ đồng. Nhờ vậy, năm 2015, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đã thực hiện được gần 42 tỷ đồng, đạt 163 dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, đạt 140% dự toán Hội đồng Nhân dân huyện giao. Năm 2016 thì đội cũng đã đưa ra và bàn những cái biện pháp cụ thể để tham mưu trình lãnh đạo những cái phương án cụ thể để làm sao mà thu được cái tiền nợ thuế và ngân sách nhà nước đạt hiệu quả. Và cũng rất mong muốn để làm thế nào để tham mưu giúp lãnh đạo để giảm được cái số thuế nợ xuống còn được 5-10%. Năm 2016, tổng dự toán thu ngân sách nhà nước mà ngành thuế được giao thực hiện là trên 44 tỷ đồng. Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu thuế và thu nợ đọng thuế, ngoài sự chủ động kiên quyết của ngành thuế, cần có sự chỉ đạo quyết liệt và phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy chính quyền các cấp cùng với các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo thực hiện công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Lạc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.